Chào mừng các bạn đến với kênh Review Sức Khỏe Mỗi Ngày cùng HCT. Trên tay của mình đây là Bramo Vitamin D3 1000U, một phẩm chức năng bổ sung vitamin D của Úc với hàm lượng bổ sung 25 microgram vitamin D trong mỗi viên, giúp cơ thể tăng cường hấp thu canxi, từ đó hỗ trợ phát triển sức khỏe xương khớp, hệ thống miễn dịch và cơ bắp khỏe mạnh. Và sau đây mình sẽ review chi tiết bên ngoài của sản phẩm. Màu chủ đạo của Bramo Vitamin D3 1000U là màu trắng và có màu đỏ cam ở bên dưới. Vỏ động của sản phẩm được làm bằng thủy tinh, màu nâu rất chắc chắn, trang trọng và lịch sự. Đây là tem phụ, bổ sung thông tin bằng tiếng Việt, cùng các thông tin, thành phần, công dụng, cách dùng và lưu ý của sản phẩm. Đây là mác của sản phẩm và bên dưới là hạn sử dụng của sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ mở nọ để xem viên uống bên trong nhé. Một nọ chứa 60 viên và viên uống bên trong là viên nang màu nâu rất dễ uống, bổ sung vitamin D và ngày uống một viên trong bữa ăn. Các bạn nên uống vào buổi sáng để cải thiện tốt nhất chức năng của sản phẩm. Và thành phần chính của Bramo Vitamin D3 1000U là vitamin D3 1000U 25 microgram. Ưu điểm của vitamin D3 1000U là bổ sung vitamin D, một dưỡng chất hòa tan trong chất béo. Vitamin D được tạo ra trong da qua các tác động của ánh sáng mặt trời. Do đó, vitamin D giúp tăng cường hấp thu canxi và phốt phát, nó rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Ngoài ra, vai trò của vitamin D với cơ thể là rất nhiều, như giúp xương khớp hấp thu canxi và ngăn ngừa các bệnh lý về xương, tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch và cơ bắp, chống lại các bệnh lý và giảm triệu chứng trầm cảm, giảm tình trạng rụng tóc, tăng lượng testosterone ở nam giới. Và bổ sung vitamin D3 hàng ngày có công dụng bổ sung vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, từ đó duy trì và tăng cường sức khỏe xương khớp khỏe mạnh, hỗ trợ sức khỏe hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ bắp. Và đối tượng sử dụng viên uống vitamin D3 1000U là người trên 18 tuổi muốn bổ sung vitamin D, người ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đặc biệt là mùa đông, người muốn hỗ trợ phòng thiếu hụt và chống loãng xương. Và lưu ý của sản phẩm Bramo Vitamin D3 1000U là luôn đọc nhãn và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng sản phẩm chỉ có thể hỗ trợ nếu cơ thể không đủ hàm lượng vitamin D. Sản phẩm có chứa đậu lành và sunfit. Người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Người đang dùng thuốc khác, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Vì Bramo Vitamin D3 1000U là phẩm chức năng, không phải là thuốc, do đó mức độ hiệu quả nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn nên liên hệ đến hotline bên mình 0978 96 2356 hoặc truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Video review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho bên mình một like, một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.